Ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động là một bước tiến mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, góp phần thực hiện những nhiệm vụ được giao trong nghị quyết số 28 của hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, qua đó thực hiện chiến lược số quốc gia, góp phần xây dựng chính phủ điện tử. Để tạo sự thuận tiện cho người dân theo dõi việc thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã đến tận nhà hướng dẫn cách cài đặt VSSID bảo hiểm xã hội số trên điện thoại. Khi mà mình đã có cái cài đặt rồi á, thì mình có thể đi bất cứ ở chỗ nào mình cũng có thể kiểm tra được. Thứ nhất là cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của mình. Thứ hai nữa là cái quá trình khám chữa bệnh y tế. Thì thứ ba nữa là những người mà lao động, khi mà họ kiểm tra được, cái giám sát được cái quá trình mà người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm cho họ được đến đâu, thì khi đó là mình tránh được cái chủ sử dụng lao động họ lợi dụng cái tiền bảo hiểm mà mình đã đóng. Và ngay tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, việc cài đặt bảo hiểm xã hội số VSSID của các bệnh nhân đến thăm khám cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sĩ biết được quá trình thăm khám sức khỏe và chỉ định việc sử dụng thuốc. Thì tôi thấy cái phần mềm này là rất là tốt, rất là hữu ích, giúp cho cái người lao động thứ nhất là có thể biết được là quá trình đi quản lý sức khỏe của mình, đi khám ở đâu rồi được chỉ định thuốc men điều trị thế nào, và cũng là một cơ sở để khi cho cái này khi mà đi khám tiếp cho các đơn vị khám chữa bệnh tiếp theo họ có căn cứ để giúp cho vấn đề khám bệnh chữa bệnh được chính xác. Cái tiện ích của VSSID có thể kể đến, thứ nhất là giúp cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội thì trước hết có thể tra cứu được những cái thông tin cơ bản của mình, như là mã số bảo hiểm xã hội, như là cơ quan bảo hiểm xã hội mà nơi người ta đăng ký để mà tham gia, rồi các cơ sở khám chữa bệnh khi người ta cần đến khám chữa bệnh. Rồi thì các đại lý thu, các điểm thu khi người ta muốn đến giao dịch. Đồng thời ấy, là VSSID cũng giúp cho người ta có thể tra cứu toàn bộ quá trình thu đóng bảo hiểm xã hội, giúp người ta làm các thủ tục để mà thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Có thể nói việc triển khai ứng dụng VSSID là một bước đi quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng nói riêng và ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam nói chung, như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần xây dựng chính phủ số, quốc gia số, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.